Hello và xin chào tất cả bạn khán giả của Unity Channel. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái series mở thẻ nhân phẩm mới lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của mình. Nó được mang tên là Skibidi Tynet, một cái nhân vật trông rất là lạ trong một cái bồn cầu như thế này. Phe phản diện, còn phe chính diện sẽ là những cái ông cameraman như thế này. Đó. Bạn nào mà chưa biết nhiều về cái series này thì có thể lên trên YouTube xem. Đó. Đây là một cái series rất là nổi tiếng và có một cái series phim họ làm, mình thấy là thu hút rất nhiều view, chục triệu đến hàng trăm triệu view về cái cuộc chiến giữa những nhân vật bồn cầu này và cameraman. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn ngó qua cái box này nha. Đây là một cái box nguyên siêu, mình đặt mua trên Shopee khá là rẻ. Đây là những cái thẻ mà chúng ta có thể có trong cái hộp này. Đó. Mình cũng không có dành lắm về cái trò này. Thì nó có rất nhiều những cái phiên bản trò chơi được phát minh ra từ cái series này. Đây, mình sẽ mở luôn cho bạn xem. Cái này thì là của Trung Quốc nha các bạn. Và một hộp booster box này thì khá giống với box Pokemon phiên bản tiếng Nhật. Đây, nguyên siêu này. Không biết là có những bạn khán giả trên kênh của mình thì có biết về cái series này hay không. Rồi, thì ở đây người ta có ghi là 32, hình như là 32 pack trong một hộp này. Đó, ok. Rồi, xem có đúng không nhé. Mình sẽ lấy một lời ra. Lấy hết luôn đi. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12, 14 này, 16 này, 2, what? Cái này không có gì luôn. Ok, cái này cũng không có gì luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, đúng rồi. Có 32 tách tất cả mà sao cái này không có gì thế này. Oh my god. Đùa chứ. Bên Trung Quốc họ làm ăn rất là nhố nhăng. Ôi, mình xem nào. Chúng ta sẽ có một vài cái thông tin. Toàn tính tàu thôi. Không có cái nào liên quan đến độ hiếm của thẻ cả. Rồi, bây giờ mình sẽ mở bách đầu tiên nhé. Ở đây chúng ta có một cái nhân vật không biết là hình như là phản diện đúng không? Lấp lánh kiểu rainbow, đây là số sao, độ hiếm SSR. Đây là công này, phòng thủ này. SSR 024, đây là số ký hiệu của cái thẻ này. Đây là mặt đằng sau của thẻ này. Nó có chữ Skibidi Tynet. Mặt đằng sau thì cái nào cũng giống cái nào. Nó giống như là cái artwork của cái pack này. Đó. Một tấm thẻ hiếm rainbow nhé. Đây một tấm rare này. Đây là một tấm rainbow khác, một tấm SR của một nhân vật cameraman. Cameraman này. Ông này cũng là nhân vật phản diện này. Sao nắm rainbow vậy? Một tấm rare. Ui, cái này là cái gì đây? Đây là LGR NGR. Rồi, ngày hôm nay thì mình sẽ mở hết ba mấy pack này, mình sẽ mở hết luôn. Rồi, lấp lánh rainbow nhé các bạn. SR Rare này. Rare này. Rare luôn này. SR này. SR sẽ để sang một bên. SR thì mình sẽ để sang một bên. Đây. R để sang một bên. Tiếp theo chúng ta có một tấm SSR. Những cái nhân vật này thì có cái đầu là hình TV hoặc là cái máy quay như thế này. SSR tiếp này. Đó. SSR, úi dồi.
R này. Và đây là tấm SR. Đó, bạn nào mà biết về cái series này, biết về những cái nhân vật, tên của những cái nhân vật trong này thì có thể để lại cái phần comment cho mình và các bạn khác biết ha. SSR này, SR, Re này, SSR và Re. Ở trong một pack này thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 thẻ SR này, R này, SR này, SSR này, R này. Nó sẽ có 5 thẻ một pack và vừa nãy có 2 pack bị lủng. Như vậy chúng ta có 30 pack là 150 thẻ nha các bạn. SR này, SR này, Re này, Re này. HR. HR là Hyper Rare đấy các bạn. Là Rainbow, đây mới là Rainbow này. Thẻ này thì nó được làm bằng kiểu giấy cứng chứ không phải là bằng nhựa. Nó là cái loại thẻ bo góc. Đương nhiên thì Trung Quốc sản xuất và giá thành nó cũng khá là rẻ, nên là những cái thẻ này thì bạn nào mà học sinh thì có thể mua để sưu tập hoặc là chơi game cũng được. Ok, chúng ta có một tấm HR nữa này, Hyper Rare này, Rare này, SSR này. Đây là một tấm NGR tiếp, tấm Rare nữa. SSR, NGR, HR, Ultra Rare, ui sụp, và SSR. Để xem là chúng ta sẽ có bao nhiêu cái độ hiếm. Thì đã sẽ phân cấp là bao nhiêu độ hiếm. Độ hiếm Rare thì chắc chắn là nhiều nhất rồi. Ở đây là SSR, SSR khá nhiều. Rare, SSR tiếp, ui sụp, SSR tiếp, Rare tiếp. Ok, chúng ta có âm Cameraman SR. SR này, SR này. Sao cái bác này nắm thẻ thế nhỉ? Rare này, Rare này, NGR này, HR này. Cái bách này khá là dày các bạn, Ultra Rare này, SSR này. Chắc là nó đóng nỗi cho hai cái bách còn lại đã bị lủng. Chúng ta có một tấm Rare, một tấm SR, một tấm LGR, Rare tiếp này. Đây là Rare tiếp. Rồi, Rare tiếp, NGR này. Úi dồi, một tấm SSR Son Goku. Oh my god. Đây là một cái kiểu như là dạng biến hóa của những cái nhân vật cái ông Thornet này, nhưng mà nó ở dạng Son Goku các bạn. Đẹp ta. SSR, R, SSR tiếp. Rare này, Rare này, SR này, NGR này, SSR. Cái độ hiếm nào nó càng ít ý, thì nó sẽ là cái độ hiếm cao nhất. NGR thì cũng khá nhiều. Úi rồi, SSR tiếp. Rồi, ba đầu luôn, SR, R và NGR. Rồi, như vậy là đã mở xong 14 pack đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với 16 pack còn lại. SSR, SSR tiếp, Ultra Rare, UR,
SR tiếp này. SR. Re này, SR này. SR, NGR. Re vẫn là nhiều nhất. SR thì cũng tương đối. SR cũng tầm tầm đó. Đây là NGR. Hyper Rare thì chúng ta đang có 4 tấm. Còn Ultra Rare đang có 3 tấm. Rare này. Rare này. SR này. SR này. SR. Những cái ảnh, những cái artwork trong cái thẻ này thì lúc thì nó là hình kiểu cartoon, hoạt hình. Lúc thì nó lại khá giống với người thật. SR. R. SR. Tấm Re. Tấm SR. NGR, Re và Re. Mình có tìm ở trên YouTube xem cái nguồn gốc của cái series này, cái trò chơi này, thì mình thấy là SR này, người ta giải thích là cái bên cameraman này sẽ là bên chính diện và đi tiêu diệt những cái gọi là những cái ông bồn cầu này, quái vật bồn cầu này. Có một đặc điểm rất là dễ để mà tiêu diệt những cái ông bồn cầu này, đó là nó sẽ có một cái nút ấn gọi là xả ở đằng sau ấy. Và khi mà các bạn ấn nút đấy thì cái quái vật bồn cầu sẽ bị biến mất. Rất là đơn giản để tiêu diệt SSR. Nhưng mà có những cái con quái vật bồn cầu thì nó sẽ không cho bạn tiếp cận gần nó. Nó sẽ có những cái tia laser bắn vào từ mắt của nó, rất là khổ. Trong đó có một con quái vật bồn cầu gọi là bốt đấy các bạn, to đùng luôn. Đây, nó sẽ có một cái nút công tắc ở trên này, chỉ cần ấn nút công tắc này thì nó sẽ bị mất cái đầu này. Đó, SR này, R này, SR này. Chúng ta mở khá nhanh. Tiếp tục mình xem là những cái bát còn lại thì nó sẽ có những cái acoustic nào mới không. Một ông đầu chọc SR và có thêm thẻ Hyper Rare không. Đây có một cái lá Hyper Rare này, thêm tấm R nữa. Chưa có thêm một tấm Ultra Rare nào hết. Khả năng Ultra Rare là cao nhất rồi. SR, SR. Hyper Rare. SR, SR. Một tấm Re. Tấm Re thì nó cũng có lớp lánh nha các bạn. SR. Nhiều khi tấm Re còn đẹp hơn cả tấm SR. SR, 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 SR. Đây chúng ta có thêm một tấm Hyper Re nữa này. Một tấm Ultra Rare. Tấm này công gần 1 triệu các bạn ạ. Hình như là công càng cao thì độ hiếm càng cao ấy. Như tấm SR này công nó chỉ có khoảng tầm 300.000 thôi, thủ 300.000 đó. Tấm R thì thấp hơn, tấm R thì khoảng 100.000, 150.000. Cái tấm NGR này thì cái tấm NGR là công cao nhất các bạn này. Công thủ cao nhất luôn, hơn 1 triệu. Đây, mấy tấm NGR này công thủ rất cao luôn. Hyper Rare thì nó chỉ tầm 600-700. Còn HR, Ultra Rare thì cũng gần 1 triệu. Như vậy là mấy tấm NGR là công thủ cao nhất. SSR, SSR.
Ultra Rare SR Rare. Rồi chúng ta còn 3 bách cuối thôi. SR này, Hyper Rare này, à, thêm một ông Sungoku Rare này, Rare này. Tại vì cái series này mình cũng không có biết nhiều, không biết tên những nhân vật này, cho nên là chúng ta mở khá nhanh. Đó, cũng không có quá nhiều thứ để nói đến. À, NGR và Rare. Ok, và đây sẽ là bách cuối cùng. Ông này nhìn quen ta. SR R SR R tiếp. Và đây là Ultra Rare. Ok, như vậy là chúng ta đã mở xong 32 bách. Gọi là 30 bách đi. Thì mình tổng kết lại như sau. Chúng ta sẽ có những cái độ hiếm là Rare. Rare thì có loại thì cũng có màu sắc sặc sỡ, có loại thì ít sặc sỡ, nhưng mà hầu như là nào cũng có. Độ hiếm Rare thì chúng ta có công thủ khoảng tầm 150.000 độ lên. Đó. Có những tấm thì khoảng 120.000 công. Đây là những tấm Rare nhé, và nó cũng khá là nhiều. Tiếp theo chúng ta đến với những tấm SR. Công thủ thì hơn 200.000. Đó. Có những tấm SR thì cũng khá là ngầu. Có những tấm thì lên đến 300.000 công thủ. Đó. Tiếp theo nữa chúng ta đến với những tấm SR. Độ hiếm SR. Công thủ khá cao, tầm 400-500. Đó. Úi xôi, cái tấm Sunku này rất là ngầu nha. Vàng chóe luôn. Ngầu như bồn cầu luôn. Đó. 400-500.000 nha. Tiếp theo nữa chúng ta đến với độ hiếm cao hơn một chút là Hyper Rare. Công thủ khoảng 600-700.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tấm Hyper Rare. Dao động từ 600-700.000 công thủ. Tiếp theo nữa chúng ta có Ultra Rare. Công thủ khoảng tầm 800-900.000. Đây. Này khá đẹp. Và đây là độ hiếm mà mình nghĩ chắc là cao nhất. Công thủ cao nhất hơn 1 triệu. Cái này là 1.4 triệu, 1.3 triệu. Dao động từ 1.3 triệu đổ lên các bạn, 1.2 triệu đổ lên. Công thủ rất cao luôn. Đó. Ok, thì như vậy là mình đã mở xong cái series này trong một hộp booster box phiên bản tung của. Đây thì là thẻ fake thôi. Cái này thì mình cũng chưa thấy họ phát hành thẻ real về cái trò chơi này, nên là chắc là bên Trung Quốc họ chỉ làm thẻ fake thôi. Bạn nào mà yêu thích và muốn sưu tập hay là muốn chơi thì có thể lên trên Shopee đặt mua ha. Đến đây thì mình cũng sẽ có một cái mini game, thì mình cũng không có sưu tập cái này, nên là mình sẽ có mini game tặng thẻ, toàn bộ những cái thẻ này cho các bạn, coi như là nhân dịp Noel đi ha. Và trước chúng ta có một cái mini game tặng thẻ cool rồi. Và hiện tại thì mini game của mình vẫn đang diễn ra. Bạn nào mà có thích thẻ cool thì có thể qua video tặng thẻ cool để mà tham gia nhé. Còn ở đây thì mình sẽ tặng những cái thẻ của Skipidi Tarnet này. Thì vẫn là dự đoán kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc hôm thứ 3 tuần sau nhé. Mình sẽ cho các bạn dự đoán hai số cuối và sẽ có cộng trừ 3. Bạn nào mà dự đoán đúng và nhanh nhất thì mình xin dành tặng lại toàn bộ khoảng 150 cái thẻ này cho người đó. Ok, bây giờ thì video xin dừng lại tại đây, cũng khá là dài rồi. Nếu thì hay đừng quên để lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Và nếu như bạn yêu thích cái series mở thẻ Skibidi Tarnet này thì có thể để lại một cái comment để cho mình biết. Biết đâu thì chúng ta lại có thêm những cái video mở thẻ Skibidi Tarnet nữa trong tương lai. Bây giờ thì xin chúc các bạn may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.